Cường xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay Cường lại đi bắt ong nữa nghe cả nhà. Hôm nay Cường đi chung với chú Cường nghe cả nhà. Hôm qua thì ổng đi chung với Cường, hôm nay Cường đi chung với ổng. Chú chào cả nhà cái chú. Rồi, Vũ Nhân Giang xin chào cả nhà luôn nha. Thì hôm nay đi tới đây có gặp một cái tổ ong ở trên một cây gòn nghe cả nhà. Thì Cường vô đây Cường bắt thì Cường thấy nãy giờ cũng nghía địa hình sơ sơ cả nhà, thì nó ổ ong nó không có lớn không. Nó tầm trung rồi nhưng mà thấy nó độ mặt nó cũng không phì mấy, hơi nha. Mà cây gòn này thì nó hơi bị khủng long nha cả nhà. Đây chú đây. Cây gòn này nói chung ra nó cũng khá là lớn đó. Mà cái này còn leo cây đống đỉnh còn chuyền lên. Leo cây đống đỉnh chuyền lên nó dễ lắm. Nè cả nhà. Nó cây đống đỉnh đó, đó. Cần lên cái là tới trên đó luôn, tới trên nhánh trên đó luôn. Ô ông đóng lúc trên đọt kính mít à. Dưới đất giờ cần quay là cả nhà sẽ không thấy được đâu nha. Nó thì bây giờ cần quán gọi này kia ngon lạnh chứ lên cần bắt nha cả nhà. Hy vọng là mật nhiều nha. Mật nhiều rồi. Dạ. Con à, cũng mong cho nó nhiều chút xíu lần cho chú có mặt chú xài nữa. Dạ. Trời ơi. Để nó già luôn hả chú? Già luôn hút mật. Nó cắt ống hen. Vậy nè mà đâu. Dạ. Theo mà ống nó nặng ra hơn rất rồi đó mà nó không có. Nó khô quá. Nó hút hết trơn. Đợt này con lên là bảo đảm với chú luôn là cỡ nào cũng có mặt hết trơn á. Tại vì tháng này nó còn tháng nắng nè. Còn mà mới. Dạ. Mới rồi bây giờ thì Cường cũng mời cả nhà cùng lên đồng hành cùng Cường nha. Giờ Cường quán gọi này kia xong xuôi trơn rồi, giờ Cường lên nha. Đây cả nhà ơi, thì Cường sẽ leo bằng cái cây đống đỉnh này nè, leo chuyền qua chứ cái gòn này giờ nó bự quá, bự rồi, ôm nó dưới đất đâu có giáp đâu. Gòn lão mà. Cây đống đỉnh này chuyền qua. Hên có cây đống đỉnh này à. Không có cây ông đỉnh này leo cũng ngán ngược. Cây ông đỉnh này nó trơn hơn cây dừa nha cả nhà. Dừa với cây cao. Xin lùi à. Rồi. Trơn thiệt chứ, leo khó luôn á. Khó leo hơn cây dừa. Chứ là cây cao. Dừa cây cao thấy chứ leo phải ghê. Thấy mẹ ngay cái quầy của nó luôn rồi. Trời ơi. Hên là quầy đúng đỉnh này nó không có chín nè. Nó chín là chịu thua luôn á. Được, mồi đuốc lên nha cả nhà. Chắc này chắc chưa leo mệt quá. Thở. Thở sức lát không. Chưa nắng nóng nữa cả nhà. Leo thấy chứ mệt lắm. Ngày tháng này ông trời ông nắng gắt nha. Cái một tới nhánh luôn. Trời ơi. Mặt hay cũng phì phì nữa. Kinh hồn luôn á. Sao mà anh ơi, leo cây này mà sao nó mệt. Mệt chứ không biết. Ồ, hoặc hồi có lý quá cả nhà.
tắt đuốc luôn rồi nè. Ngồi là nó xuống cái là có lý luôn nè. Mặt này cũng không lớn hung nữa, tầm trung rồi. Rồi trúng vô cái gốc cây, cái cụm vào cái vỏ ê luôn. Để cùng quay cho ông cho cả nhà xem nè. Nè cả nhà. Cũng im im ha. Vậy là được rồi. Ồ không lớn hùng. Ồ nó phì bên đây nè. Nè cả nhà coi nó phì bên đây nè. Mà phì hóa chịu phì cũng biết mặt làm sao thôi. Nhìn vậy là cũng ngon này. Khá là ngon ha cả nhà. Trời ơi. Có mặt giùm con cái. Có mặt. Có mặt. Trời ơi. Ôi ôi khủng long rồi chú ơi. Khủng long nói ông chú với mặt đã lắm. Khủng long. Đầu cái giò cái nhà ơi, ông nhỏ mà còn mặt nè. Ôi ôi. Ôi đã. Không uống công leo cả nhà. Trời ơi cục mặt con ha. Ông có chút xíu à. Ông có chừng để còn đo hướng nghe cả nhà. 1 2 4 gang tay còn không 8 tấc. Cục mặt coi nè. Trời ơi mẹ ơi. Xuống xuống xuống. Thứ gì chị nói? Hả? Chắc cỡ lít mấy 2 lít á. Ngon lành. Leo cây cao có mặt mừng lắm. Có anh em săn bắt mới biết cái dạng như là mình đi cực khổ mà có được cái thành quả mà xứng đáng á. Cảm giác nó vui lắm cả nhà ơi. Vui mừng. Ôi ôi. Bị lép bên ha. Mà không sao cả nhà ơi. Vẫn còn ngon. Ủa nhỏ mà. Để cùng quay cục mặt cho cả nhà xem nha. Bên kia mặt nhiều, bên đây mặt hơi ít rồi. Nè cả nhà. Bên đây nó hơi lép hơn nè, rõ ràng không? Đây nè, mấy con quay cho cái nhà xem nè. Đó, hơi lép hơn ha. Mà vẫn được, vẫn ngon. Đây nha. Đó. Nhà coi bên đây nè. Nhà thấy chưa cái nhà? Đã gì đâu luôn. Thứ gì chịu nổi thứ này anh em. Mặt non nó nước không. Nước như cái biển vậy. Thì ổ vậy là cắt vô bịch là sẽ tôm nước hết nha cả nhà. Sáp không còn nhiều chứ. Sáp nhỏ xíu à, mềm nhụm à. Rồi. Cắt nghe cả nhà. Ôi, quá sướng rồi. Còn đốn hắn lít dữ à. Đốt vậy sao nó hết trái luôn ta. Ừ, tới chừng này. Chừng này trái được cái coi nè. Quá trời quá đất. Ngon lành cành chanh. Mừng hết lớn thì chứ. Rồi.
đây mà giữ ngọn vậy? Thấy bà rồi. Quá trời mặt bên đây luôn rồi. Nó làm mặt lộn xộn sờ ngầu bên đây chứ. Đã gì đâu. Cái này vậy chắc quăng xuống dưới đó luôn quá, cho ông chú ông làm thuốc gì, làm rượu gì đó. Chú ơi, con quăng cái sắp ông chú luôn nha. Khấn không à. Chứ bây giờ bỏ bịch nó xách xuống nó cồng cồng lắm. Cho ông chú ngâm rượu cái này. Quá con. Để con dục xuống nha, bởi vì xách xuống rồi hai bịch nó. Thấy chưa? Ngon lành chưa? Giờ con cắt cục mặt nha. Và cái nhánh này dướng tùm lum luôn kìa. Bẻ nó luôn cho nó dễ, cả nhà nhìn nó thoải mái. Nãy giờ nó cũng hút lại mớ rồi ha. Cái ngông này nó lẹ lắm rồi cả nhà. Lê quay nó hút lại mấy hồi vậy. Anh em nào lẹ tay đỡ như cường lẹ tì mề, nó lẹ lắm. Nó hút lại trơn luôn, nó không chơi đâu. Lít ngữ mặt là phải ghe rồi. Tại vì cục mặt này nước không à. Ôi chết quá, trời ơi sụm nè cả nhà. Trời ơi này mà không bợ con cái cũng hiểu nữa rồi. Một lít ngữ. Quá im. Lít ngữ mặt nha cả nhà. Nhà coi thứ gì chịu nổi không? Mặt nó vàng coi nè. Ui, hơi có phấn nha, xuống dưới cường sẽ lọc lại sao nha. Phấn nó lộn vô mặt á. Quá đã anh em ơi. Rồi tới công đoạn đi xuống nè. Đi xuống nha cả nhà. Cô ông này mới đóng khoảng chừng theo cần đoán là khoảng 15 ngày thôi. 15 ngày. Mà nãy chú nói 1 tháng, thì chú chứ. Không là 1 tháng thì không tới đâu. 15 ngày. Giờ mới khó xuống này cả nha. Hồi nãy tôi bước qua đây á, tuốt trên đọt luôn à. Hồi hộp. Rồi chuyền qua được cây là khỏe rồi. Trời ơi đúng đỉnh. Gặp cái này mà nó mà là cái trái ha, cái trái chín rồi một cái ha, ngồi xuống nhìn khỉ đột. Khúc này nó hơi quẹt chút xíu nha cả nhà.
ơi, xuống thôi. Ây da. Ngon lành. Ngon lành cả nhà ơi. Lít giữ mặt. Hả? Đút. Đút con để đây nè. Ừ. Ừ, nước không. Nước như cái biển vậy. Ngon lành cả nhà ơi. Gọt bao phấn rồi bỏ vào đó cho hồi ông chú cũng ngâm rượu luôn. Chú thấy nước như cái nước biển luôn không? Quá dạ, ổ ông cũng nhỏ à. Làm đi. Dạ, dạ, để. Rồi thì cũng, nữa. Cũng được như đây nha cả nhà. Cái máy cam nhiều bấm hết ăn nè. Hay quá. Đây chú cầm lên cái chú. Dễ kiếm nhiều mật đó. Trời ơi. Nước cái này là cái đồ quý chú ơi. Quá dạ. Còn hơi có phấn nha cả nhà. Rồi thì nói chung ra thì cái đoạn video này Cường cũng xin kết thúc tại đây nha. Thì mặt cũng khá là ngon cả nhà ơi. Rồi bây giờ bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo nha. Rồi bye bye cả nhà chú ơi.